Tại nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dự buổi lễ trao tặng huân chương quang hoa của Chính phủ Hàn Quốc cho đồng chí Trần Văn Túy, nguyên trưởng ban công tác đại biểu. Huân chương quang hoa là danh hiệu cao quý do Chính phủ Hàn Quốc trao tặng cho người Hàn Quốc ở nước ngoài và người nước ngoài có công trạng đặc biệt trong việc thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và các quốc gia. Đây là huân chương cao quý nhất trong năm huân chương vì sự nghiệp ngoại giao của Hàn Quốc. Việc Hàn Quốc trao huân chương quang hoa là sự ghi nhận đóng góp rất tích cực, có hiệu quả của đồng chí Trần Văn Túy cho quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc trên các cương vị công tác, đặc biệt với tư cách Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, trưởng ban công tác đại biểu, góp phần tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc cũng như quan hệ giữa quốc hội hai nước. Đây cũng là sự khẳng định mạnh mẽ vai trò quan trọng và hiệu quả của ngoại giao nghị viện trong tổng thể thành công các hoạt động đối ngoại của nhà nước ta. Thưa quý vị, hôm nay ngày 6 tháng 5, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ 3. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về đề án tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận đề án tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Bộ Công an Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết luận số 01, tổng kết cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ và tổng kết quy định tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với công an nhân dân. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm chủ trì, được kết nối trực tuyến đến công an các địa phương trong cả nước. Qua một năm thực hiện kết luận số 01, 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, hơn 4 năm thực hiện quy định lấy ý kiến của nhân dân. Hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật. Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong Công an Nhân dân được xây dựng trong sạch vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên, tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng Công an Nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước. Lực lượng Công an Nhân dân thể hiện rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13 về xây dựng chỉnh đốn đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu có nhiều tiến bộ. Tuyệt đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm nêu gương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Công an cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác, xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân. Công an nhân dân là công bộc của dân, là người bạn của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ Công an cần tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thực hiện nghi thức truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Cố Thứ trưởng Viễn Chi và trao tặng huân chương cho các cá nhân thuộc Bộ Công an. Chiều nay tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân để tổng kết việc hợp tác truyền thông trong thời gian qua và đưa ra kế hoạch hợp tác truyền thông trong thời gian tới.
Tháng 9 năm 2021, 8 cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân, trong đó có Báo Nhân dân, đã cùng Cục Truyền thông Công an Nhân dân ký hợp đồng hợp tác truyền thông nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền triển khai hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, đóng góp tích cực của lực lượng công an trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trong lực lượng công an nhân dân, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Thời gian tới, lực lượng Công an Nhân dân sẽ tiếp tục hợp tác truyền thông cùng các cơ quan báo chí ngoài Công an Nhân dân để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng lực lượng, tuyên truyền và lan tỏa các chiến công, thành tích, tinh thần tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người cán bộ Cảnh sát Nhân dân nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Nhân dân 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022.